quý vị và các bạn, theo nghị quyết 41 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 3 năm 2021 vừa qua. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, Tổ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban Bầu cử thành phố đã hoàn thành công tác hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ ứng cử, trong đó có không ít là hồ sơ tự ứng cử. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ từ Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Khắc Hà đã hoàn thành đơn xin tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Có sức khỏe, có thời gian, ông mong muốn vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức và tâm huyết của mình trong lĩnh vực thi đua khen thưởng, trở thành một đại biểu Quốc hội. Hơn nữa, cánh cửa dân chủ mở rộng cho những người tự ứng cử khiến ông tự tin. Và tôi thấy rằng đây là một cái cơ hội mà mình ấy là nếu được là tham gia vào Quốc hội, thì mình cũng có cái tiếng nói và có những cái sự truyền tải đến cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội nhanh nhất, khách quan nhất và thực chất nhất và đồng thời hiệu quả nhất. Tính đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong đó có 42 hồ sơ được các cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và 30 hồ sơ tự ứng cử. Đồng thời, tiếp nhận 188 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, 185 hồ sơ được cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và 3 hồ sơ tự ứng cử. Quan trọng nhất, kể cả những cái đại biểu mà nằm trong cơ cấu để đưa ra bầu cử cũng thế thôi, là phải rất có chất lượng. Thì đợt này tôi thấy cái ý đó được nhấn mạnh. Và vì vậy cho nên nếu cái số lượng đăng ký tự ứng cử của khóa 15 này có thể là không nhiều, nhưng cái này thì tôi có thể đảm bảo về mặt chất lượng ấy, thì tốt hơn rất nhiều. Theo nghị quyết số 64 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cả nước có 184 đơn vị bầu cử. Riêng tại Hà Nội, theo đề nghị của Ủy ban Bầu cử thành phố gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, có 9 đơn vị được bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị được bầu 2 đại biểu, 30 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố, 25 đơn vị được bầu 3 đại biểu, 5 đơn vị được bầu 5 đại biểu. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại chỉ thị số 45, hướng dẫn 36 đã bổ sung hoàn thiện thêm nội dung về quy trình nhân sự, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Quy trình thủ tục hồ sơ cụ thể thực hiện theo quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sẽ tạo sự bình đẳng cho các ứng cử viên trong việc tiếp xúc với các hội nghị, lấy ý kiến ở khu dân cư và ở các cơ quan nếu có của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, làm sao cho việc lấy ý kiến được kịp thời, thống nhất. Dự kiến đợt 1 kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kéo dài đến hết ngày 13 tháng 4. Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 5 đoàn kiểm tra giám sát công tác bầu cử, kiểm tra tập trung vào 8 nội dung bao gồm kết quả thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Thưa quý vị và các bạn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.